Này chơi đi. Chơi đi. Đây. Xuống. 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 Chơi đi. Chú ý. Xuống. Xuống. Chơi. Hà Thanh ngồi. Ngồi. Chú ý. Xuống. 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 Hà Thanh chú ý. Đây là bài dạy sủa. Con chó giả vờ kích thích với đồ chơi. Hát thẹn trước. Ngồi. Yên. Nằm. Ngồi. Ngồi. Muốn bảo lệnh sủa mình, tất cả những cái lệnh mình mà con chó kích thích mình lên dùng từ chú ý để con chó nó tập trung. Hát thẹn chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Xuống, xuống, ngồi, chúi, chúi, xuống, đá thêm, đá thêm, chúi, chơi, chơi. Đấy, giả vờ là con chó nó sẽ chơi đồ chơi. Đấy, con chó phân khích thì mình sẽ dạy được sủa. Dạy sủa thì tùy theo trạng thái con chó mình muốn dạy nó. Có thể mình đang ở nhà mình chơi nó đi theo mình, nó sủa mình quay lại mình đưa ký hiệu sủa và bảo nó sủa. Quan trọng là cái nét mặt của người chủ cũng phải lúc ấy phải là rất là tươi tỉnh chơi nó để cảm giác nó nhìn thấy biểu hiện của chủ thì mình sẽ dạy được. Nếu mà dạy sủa mà mặt mình căng thẳng nó sẽ không sủa. Athen. Athen ngồi. Yên. Athen ngồi yên. Athen nằm. Athen ngồi. Athen ngồi. Ngồi. Athen chú ý. Chú ý, chú ý, chú ý. Chưa. Athen. Đây con chó đang phấn nhưng mà chưa nhìn đồ vì tầm máy mình đang cầm quay. Athen ngồi. Ngồi, ngồi. Athen. Athen. Athen chú ý, chú ý, chú ý. Chưa. Athen. Chưa. Athen. Athen chú ý. Cái điều chú ý là có thể là mình dùng cả cái tay mình giả vờ như kiểu có một quả bóng. Athen. Athen ngồi. Athen ngồi. Ngồi. Năm. Yên. Mình cái tay mình giơ ra mình giở vờ như cầm quả bóng ấy, mình lấy nó đi. Thì nó sẽ đi chơi, nó tạo sự hưng phấn cho con chó. Mặt. Các bạn nhìn thấy là cái mặt con chó rất là hưng phấn. Athen chú ý. Từ chú ý là con chó sẽ để tập trung cao. Athen chú ý. Athen ngồi. Chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý. Xua. Athen. Đấy, nó vẫn chưa sủa thì mình kích nó lên để cho tạo cảm giác nó được chơi. Hưng phấn mà chú ý dần cao lên và cái mặt mình cũng phải tươi tỉnh lên. Athen, 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 Athen. Vì con chó này là con chó mới dậy. Mới dậy được ngày thứ 2. Athen, Athen, chú ý, chú ý, chú ý. Xua. Athen, Athen, Athen. Chú ý, chú ý. Xua. Rồi, Athen rồi. Xua. Xua. Athen, Athen chú ý, chú ý. Chú ý. Chơi. Đấy, mình giả vờ đó. Đấy, giả vờ là để tìm một chơi. Nếu dùng quả bóng hay tút mình dậy rất dễ. Lệnh sủa không hề khó một tí nào cả. Athen ngồi. Athen ngồi. Athen ngồi. Sai rồi, Athen ngồi. Bây giờ có thể giơ mình đây là giơ tay lên mình tự mình quay nên người không thấy được. Cái clip mình giơ tay lên để con chó nhìn lên. Giả vờ như cái tay mình đang còn đồ chơi. Athen, Athen chú ý. Chú ý, chú ý. Đây là giả vờ cho đi chó đi chơi. Lừa nó. Athen, Athen, Athen chú ý. Chú ý, chú ý. Chú ý mặt rất căng thẳng. Nhìn nó mặt rất tươi. Athen, Athen, Athen. Athen, 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 Athen. Athen, 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 Athen. Athen chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý. Chơi. Đấy, con chó chạy đi. Đấy là nó mình đánh lừa nó. Đấy là không dùng đồ nhưng mình giả vờ dùng cái đồ trên tay như mỗi khi mình cầm quả bóng chẳng hạn. Athen trước. Athen trước. Ngồi. Ngồi. Ngồi.
Athen sai đâu. Ui, ui. Athen, 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 Athen. Athen, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý. Xuống, 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 xuống. Athen, Athen, xuống. Athen, xuống, xuống. Athen, Athen. Chú ý, chú ý, chú ý. Xuống, xuống. Athen, 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 xuống. Athen. Đấy, lên, lên. Athen, Athen, Athen. Ngồi, 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 ngồi. Xuống, xuống. Athen, xuống. Athen, xuống. Đấy. Athen, Athen, ngồi. Khi con chó này là mới học lệnh sủa thì mình có thể dạy ít một thôi. Dạy ít một nhưng mà mình dạy đều, giải đều trong ngày. Như này là con chó mà lúc nữa mình thì kích được con chó sủa. Đây là những bài dạy đầu tiên cơ bản về dạy chó sủa.